Xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia đầu tư tài chính. Trong các series video lần trước, tôi có chia sẻ cho nhà đầu tư, quý anh chị rất là nhiều các cái xu hướng về thị trường tài chính trong thời gian tới. Xu hướng của thị trường tài chính trong 6 tháng tới là một xu hướng giảm chiếm ưu thế. Tại sao tôi đã biết điều này? Tôi đã tính toán, tôi đã nhìn ra các cái quy luật này trong hơn 10 năm qua. Và đây là những cái cơ hội mà chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền khi thị trường đi xuống. Vâng, khi thị trường đi lên thì chúng ta chọn vị thế là mua, còn khi thị trường giảm điểm thì đội chúng tôi là chọn vị thế là bán khống. Vâng, chỉ có điều này chỉ có thể thực thi được ở trong thị trường tài chính mà thôi. Nếu anh chị mà chưa biết các cái kỹ thuật liên quan đến bán khống thì anh chị hãy đăng ký vào đường link ở phía dưới, gặp Phạm Thành Biên 4 giờ đồng hồ hoặc 8 giờ đồng hồ, tôi sẽ chia sẻ cho bạn các cái kỹ thuật làm thế nào để thực thi được một cái vị thế bán khống khi thị trường giảm điểm, làm thế nào để kiếm được tiền khi thị trường giảm điểm. Trong 6 tháng tới, thị trường chỉ số chứng khoán, thị trường chứng khoán nói chung sẽ giảm điểm rất là mạnh. Thị trường crypto, mã đặc trưng đó là mã Bitcoin cũng giảm điểm rất mạnh. Thị trường trong đó chỉ có thị trường hàng hóa là được hỗ trợ khi thị trường chứng khoán giảm điểm. Thị trường hàng hóa ở đây có thị trường kim loại quý, thị trường nguyên liệu sản xuất đó cũng có được hỗ trợ ít phần nào. Còn lại là các thị trường khác, thị trường cổ phiếu, thị trường crypto, thị trường bất động sản trong vòng 6 tháng đến 8 tháng tới là những cái xu hướng giảm điểm là đóng vai trò ưu tiên. Vâng, làm thế nào để kiếm được tiền thì chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa ở trong các clip tiếp theo, hoặc là các bạn có thể đăng ký xuống đường link phía dưới, gặp Phạm Thành Biên, làm việc với tôi cùng đội chúng tôi 4 giờ đồng hồ đến 8 tiếng vào một ngày cuối tuần, thì chúng ta sẽ được nắm bắt được cái bức tranh toàn cảnh, có thể giúp cho mọi người có thể nắm bắt được cái cơ hội làm thế nào để kiếm tiền khi thị trường đi xuống. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại.